Xin chào các bạn đang quay trở lại với kênh của Xe Điện Motor Điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ ba bánh dành cho xe máy, chuyển đổi từ xe máy thành xe ba bánh. Ở đây mình xin giới thiệu đến các bạn một cái cây cầu có chiều rộng là 90 cm. Các bạn có thể lựa chọn loại 80, loại 1m, loại 1m1 và thậm chí loại 60 cm đều có hết. Với một cặp bánh này có thể mang sức tải từ 600 đến 700 kg. Bộ số phụ với một bộ nhíp 6 lá, mỗi lá dày 7 ly. Toàn bộ những phụ kiện của bên mình là cực kỳ đẹp luôn. Đây là bộ phụ kiện được trang bị với một bộ số phụ, một bộ số lùi. Số phụ được gọi là số mạnh, có cả cần sang số luôn. Dây, bộ nhíp và phụ kiện đầy đủ. Ắc nhíp rất là đầy đủ luôn, nhíp 6 lá các bạn có thể chở cả tấn cũng được, không vấn đề gì. Tất nhiên cái xe của các bạn có chở được hay không, đấy là vấn đề của các bạn. Còn với bộ phụ tùng này có thể có mang sức tải từ 700 kg cũng không vấn đề gì hết. Có thể nói đây là bộ phụ tùng 7 tạ cũng được. Tất nhiên khi các bạn cần chở cố đến 1 tấn nó vẫn có thể mang được. Đấy, chứ không phải là không mang được 1 tấn. Còn mình khuyến cáo chỉ chạy trong 7 tạ trở lại thôi, khi bí thì vẫn có thể chở được 1 tấn, không vấn đề gì hết. Đấy. Bộ số lùi này thì các bạn có thể sử dụng cho các cái dòng cốt 17 và 19. Các bạn nên đo cái xe máy của mình trước xem lỗ cốt là 17 hay 19. Còn lại thì các bạn thường thường để ý những cái dòng quay rim thì thường thường là cốt 17. Dòng Yamaha thì thường là cốt 19 và tất nhiên những cái máy 175 trở lên thì nó là cốt 19 rồi, 150. Còn tốt nhất các bạn nên đo cái đường kính trục nhông trước của các bạn ấy. Nó thường thường là các bạn đo thì nó khoảng 17 đến 19. Đấy, các bạn đo cho mình xem cái đấy. Và sau đây mình sẽ lội soi từng mục một cho các bạn xem. Và cái giá thành của bên bộ này mình... Giá của bộ này là 5 triệu 450 nghìn đồng các bạn nhé. Chỉ có 5 triệu 450 nghìn đồng thôi. Đấy. Và các bạn nào ship thì nó cũng khoảng 3 đến 400 nghìn nữa thôi. Giá thì cực kỳ là chuẩn luôn. Lốp này là lốp xịn của cái dòng lốp 400-12. Trên thị trường thì theo như mình biết thì theo như mình biết thì có một loại mỏng và một loại dày. Thì bên mình đang bán là loại dày. Còn nếu như nó có 3 loại và có loại nào dày hơn nữa thì mình không biết. Nhưng hiện tại thì có 2 loại mình đã biết là một loại mỏng và một loại dày. Thì bên mình đang bán là loại vành loại dày các bạn nhé. Lốp thì có thể mang được cái sức tải là 290 kg một bánh. Đấy, lốp rất là xịn luôn. Cầu xịn. Và tí mình sẽ soi cho các bạn xem cái độ xịn của nó ở chỗ nào. Và rất cảm ơn các bạn đã xem video từ nãy đến giờ. Thì bây giờ, ngay bây giờ đây mình sẽ đi soi cho các bạn từng chi tiết sản phẩm một. Và bây giờ mình sẽ chi tiết cho các bạn từng sản phẩm một nhé. Đây là bộ nhíp này. Bộ nhíp này đợt này nâng cấp cho các bạn rất là khủng luôn. Nhíp 6 lá này, phụ kiện này đầy đủ luôn. Cái này là hàn lên khung này. Đấy. Và cái phụ kiện này hàn lên khung này. Cái mắt này thì các bạn chắc là chỉ bên mình mới có cái mắt này thôi. Đây, nó đây. Đây cái mắt này, mắt phụ kiện này. Đấy. Cái này là loại nhỏ nhá, còn loại to nó đây. Tất cả các loại ốc đều là ốc chống trôi hết các bạn ạ. Đây, đây từ những cái tai này đều được mạ này, rất là đẹp này. Đây, củ bắt để hàn lên trên khung này. Các bạn thấy có chỗ nào đẹp hơn là mình không? Không có chỗ nào đẹp được như thế này và không thể có đây cái loại nào đẹp hơn nữa. Đấy. Đấy, tai này. Tai này là tai xịn luôn chứ không phải tai gia công các bạn nhé. Cái này thì cũng dễ thôi, các bạn khoan thanh sắt ra thì nó cũng là cái tai thôi. Nhưng mà mình đang nói về cái độ đẹp của nó. Đẹp và không hề mỏng một tí nào các bạn nhé, rất là dày. Đấy. Cái này hàn lên khung này.
cao su này, cao su đen này thì bền khỏi chê luôn này. Đấy, ốc này là ốc chống trôi luôn này, vặn vào là không thể tự trôi ra được. Đây, u nhíp cũng thế này, u nhíp cũng có ốc tự chống trôi này. Đây là số này, số này thì có lúc thì nó màu xám này, có lúc màu sữa này, thì có lúc là màu trắng này, thì từ từng thời điểm thôi. Và cái loại này thì là lỗ 17, các bạn có thể lựa chọn. Nhíp này là nhíp 5 lá nhé, nhíp 6 lá đấy các bạn ạ. Và đây thì là bộ số phụ thôi, số phụ đấy, cần này. À, đây là những cái bộ tai này, đây là đũa phanh này, đây là những cái tai phanh này. Các bạn thấy tai phanh đẹp không? Này, này còn kèm thêm cả cái lỗ khuy này để làm cái bản nề quay trục nhé. Các bạn xuyên được một cái ống 21 qua toàn bộ những cái thiết bị như này. Và cái này sẽ là cái bản nề, còn toàn bộ ba cái thanh này sẽ là hàn đến cái ống 21. Thế thì khi các bạn kéo một cái này thì hai cái này nó cũng kéo theo và nó sẽ khóa phanh đằng sau lại hai bánh. Đấy, không phải gia công các bạn nhé, cái này có sẵn luôn, rất là rẻ. Tiếp đến cái cầu này. Đấy, các bạn nhìn cầu chất chưa? Gối cầu này, gối cầu thì các bạn lưu ý khi hàn nhíp ý, thì càng gần bánh thì càng tốt, cầu nó sẽ khỏe. Đấy, cho các bạn nhìn này, đẹp chưa, lung linh chưa, 6 ốc các bạn nhé. Đây, cái mặt này bắt lên cái mặt mâm rừng này 6 ốc luôn nhé, chất không còn gì hơn nữa rồi. Đấy, cái này có thể điều chỉnh được này, con ốc này có thể điều chỉnh này, các bạn muốn xoay cái này ra xoay vào này. Có một dòng số cầu thì cái này nó cố định không thể nào điều chỉnh nổi này, chỉnh những cái dòng đấy nó rẻ. Đây con cầu là của mình, cầu xịn nhé, 6 ốc luôn này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái. Đấy, thì hiện tại thì bên mình nó còn có cả loại 4 ốc và loại 6 ốc, thì giá thành nó cũng chênh nhau một tí thôi. Đấy, thì mình vẫn bán cả hai loại đấy, đồ thì cực kỳ luôn. Đây nhá, 6 ốc nhá, 1, 2, 3, 4, 5 này, độ led này, chuẩn này, phớt viết đàng hoàng nhá. Đây này, đây là phớt chứ không phải là keo các bạn nhé. Đấy, keo thì đây, nó dùng phớt luôn này, đây có phớt này, sắc led này, bánh này. Số phụ này, số phụ các bạn cứ tháo 4 cái con ốc ở trên này ra, xong các bạn bắt cái mặt vàng vàng này, bắt cứng với cái mặt cầu này, sau đó là các bạn ấn cái số phụ này vào đây. Đấy, cái mặt này là mặt phía trên này, sau đó là các bạn bắt 4 cái con ốc này vào thì tự nhiên cái số phụ nó sẽ dính lên trên cái cầu này, rất là đẹp các bạn ạ. Gối cầu này, gối cầu các bạn làm ở đâu thì hàn ở đấy này. Đấy, tay số này,